xin chào quý ông bà cô chú nha trở lại với uh, cái video hôm nay thì cũng như thường lệ vậy đó mời ông bà mình uh, gia đình mình uống miếng nước để thấm vọng rồi uh, mình có những lời để gửi đến cho hai sư thầy chà nói tới sư thầy này bây giờ thì uh, có nhiều chuyện để chúng ta đưa lên với hai sư thầy này rất là nhiều cộng đồng mạng cũng như các anh em youtube đã nhận những cái bình luận và đưa lên để mà muốn tìm hiểu muốn hỏi thẳng các sư thầy này coi coi sư thầy này nghĩ như thế nào có người thì nói thật là nhục cho một vị đã gọi rằng là sư thầy mà không biết sư thầy này tu bao nhiêu năm mà chỉ nghe một đứa con nít nói rằng biết được có hai câu uh, trong bài kinh thôi là đã được ngồi ngang hàng với thầy rồi, thưa cả nhà. Thầy này rất là nhẹ dạ. Thầy uh, thầy thương lắm. Thầy tin tất cả mọi người. Ai nói làm sao? thì thầy nghe vậy à. Mà ai chỉ bậy á thì thầy cũng làm theo. Bây giờ em hỏi cả nhà mình ở đâu ra bao nhiêu năm của thầy đi tu trong một cái chùa. Thầy làm biết bao nhiêu chuyện để cho Phật tử của chúng ta tin tưởng với những lời nói của thầy. Bỗng nhiên một ngày có một đứa bé chưa đầy 6 tuổi nha thì lại nói rằng là biết 10 bài kinh Phật mà thật sự trong đó hai bài đọc còn chật lên chật xuống vậy mà mẹ của bé Tường Lam này nói rằng là cháu đọc hết được 10 bài rồi trong cái sự hành mà tu hành của hai vị này Suốt một thời gian qua tu bao nhiêu năm quý vị Bây giờ chỉ nghe một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi Biết được có hai câu kinh mà không đau vào đâu Thì cho ngồi ngang hàng với thầy ha à, Rồi à, nghe đứa bé nói là bé Tường Lam nói rằng là bây giờ nếu mà muốn cứu nhân độ thế hoặc muốn cho tất cả mọi người mà ai mà cũng như là muốn được tai qua nạn khỏi không bệnh không tật thì phải bố thí 1.000 ký gạo nếu vậy là những cái người mà bệnh hoạn ở trong bệnh viện nằm ở trong bệnh viện mà nghe nói như vậy á là tất cả mọi người bây giờ họ không có tiền họ cũng chạy về họ hốt hụi hoặc là họ hốt hụi rồi giờ họ giựt hụi rồi họ đi mượn nợ để mà hả cúng cho chùa hoặc cúng cho ai đó một ngàn ký gạo để rồi họ sẽ hết bệnh vì đó là một cái lời mà của một đứa trẻ là hai sư thầy này cho rằng là đệ tử của Bồ Tát hoặc là Bồ Tát um, tái sanh nha. Nhưng mà ở đây mình không thấy Bồ Tát tái sanh mà làm như là mình thấy là Phật nhỏ của chúng ta là Bồ Tát chuẩn bị ăn bò tái chanh thì phải Bây giờ nếu mà nói như vậy thì những cái người mà bệnh hoạn nằm ở trong bệnh viện thưa cả nhà Họ súng nhau Họ đi mượn tiền Họ đi thí gạo, một ngàn ký gạo thì họ sẽ hết bệnh đứng dậy cái đuôi Đi ra khỏi bệnh viện Mấy bà y tá, mấy ông bác sĩ đứng ngẩn ngơ ngơ ngác hết Trời ơi kiểu này đi học bao nhiêu năm lấy được cái bằng bác sĩ lấy được cái bằng y tá tưởng đau nuôi được bản thân nuôi cho cả gia đình vợ chồng con cái rồi bây giờ cuối cùng ở đâu xuất hiện ra một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi chỉ thuộc có hai bài kinh mà chúng tôi phải thất nghiệp Chà, rồi chưa kể tới bệnh viện đóng cửa nữa nha thưa cả nhà tội chưa tội biết bao nhiêu người mà đã bị thất nghiệp rồi bằng cấp của người ta cũng đem đi lọng kiến luôn quý vị biết lọng kiến rồi đó thì mình nói ngược lại phải không cũng gì đâu cũng gì đâu ra cũng gì hai lời nói của sư thầy hai lời nói của sư thầy là đây là một vị bồ tát của hai thầy rồi bây giờ à rất là nhiều người quý vị rất là nhiều người bây giờ xua lùa nhau để mà đi tu nữa chứ à nghe thấy nó quá lạ những người mà dị đoan mê muội và coi bằng á hả gục đầu xuống đất luôn bây giờ họ đi tu mà tu theo cái kiểu mà à y như là phái đòn đi phỏng vấn vậy đó quý vị kéo nhau đi tu để anh chi chỉ cần hai bài thôi là sẽ được làm phật rồi đọc không cần biết chú đại bi là một với cái uh, cái gì nữa đó chỉ cần hai bài thôi đọc chặt cũng được không sao nhưng mà với điều kiện quý vị mà muốn mà được nổi tiếng á là quý vị phải nhờ hai sư thầy này nha nhớ quý vị có tu quý vị phải nhớ đến gặp hai sư thầy này, thì hai sư thầy này sẽ dẫn quý vị đi uh, quảng cáo dùng cho quý vị là lý do gì? Hai sư thầy này có thể nha, mình nói có thể thôi là uh, có ăn chung gì với một cái phần của người mẹ của bé tường lam này hay không, nhà thưa cả nhà. Cái đó mình phải tìm quan sát cho thật kỹ coi cái, cái câu chuyện này nó như thế nào không phải như chúng ta nghĩ rằng là mẹ của bé tường lam thấy được bé tường lam biết đọc kinh rồi đưa lên những cái lời nói rằng là con của mình ngủ một đêm thức dậy đọc toàn là kinh phật không lật đật chạy vô chùa ha nhưng mà chưa 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 lúc chưa có vô chùa đâu quý vị cha của bé tường lam á là quyết định là kêu gọi cho độc lạ bình dương mới chịu nha mấy cái kênh khác nho nhỏ như tụi em á không thành vấn đề là tại vì sao mấy cái kênh nhỏ của tụi em á đâu có đưa được tới chùa đâu có đưa lên được cho nên á phải nhờ mà biết cách nhờ lắm nha phải gọi đúng luôn độc lạ Bình Dương Để cho em Phú đứng lên Em Phú quớt chừng dài bộ phim Như là múa lửa vậy nha quý vị nha Xong Bắt đầu Mở ra Youtube Cho bé Tường Lam Bao nhiêu người vô ủng hộ đi hen Vì Mấy năm rồi Mẹ của bé nói là bé ăn chuối với cơm không thôi bây giờ sao à, bỗng nhiên lại chắc thèm đồ mặn cho nên à, cũng nhờ cái sự ủng hộ của cộng đồng mà hả nói ra thì nói rằng là mình đem một cái đứa nhỏ ra để mà, mà nói xấu cho đứa nhỏ nhưng bây giờ thật sự chính người mẹ cũng phải dùng cái tên của tường lam này thì bây giờ chính cái người mẹ của bé tường lam mà cũng phải dùng cái tên của bé tường lam bây giờ quý vị thấy nổi tiếng lắm nổi như cồn vậy đó mỗi cái youtube nào lên cũng thấy tường lam tường lam ở trên hết tại vì sao mẹ của tường lam muốn tường lam được nổi tiếng thưa cả nhà rồi nhờ sự ủng hộ của hai ông thầy quốc ra vài câu nữa à, cái quan trọng nhất á là được cái độc lạ bình dương quất lên cái video quá đẹp nở mặt nở mày chưa hả quá nở mặt phải không quý vị bây giờ á người ta nói á có tiếng thì tốt mà cái này không có tiếng mà cái này bị mang tiếng rồi đó quý vị chứ không có phải là có tiếng mang tiếng người đầu tiên á nặng nhất trong cái xã hội, trong cái kinh kệ, trong cái mà tu hành của Đạo Phật của chúng ta là hai ông thầy cu này nha. Thật sự đã làm úa đi những cái mà Phật tử của chúng ta bao nhiêu năm tu hành cùng chung với Ngài. Bây giờ cuối cùng, Ngài đưa một đứa con nít chỉ thuộc hai bài kinh mà không đâu ra đâu không đầu vào đầu nữa đọc nhiều khi còn chặt lên chặt xuống mà hai bài kinh đó không phải như lời của người mẹ nói mà tự nhiên con thức dậy biết đọc kinh mà là mẹ ép con phải đọc cái kinh này học ở từ youtube và tiktok quý vị đi ra đường hỏi bà già về nhà hỏi nít ha thì bây giờ đứa con nít đó đồng ý nó nhớ cái lời lẽ của mẹ nó dặn phải ăn nói như thế nào nhưng mà nó cũng phải có một cái sự sơ sót một cái sự sơ vô tình vì cái đó là một cái thật chất thật tình của đứa con nít nhưng mà đối với bé tường lam này mình không phải rằng là xanh si vào cháu nhưng mà có những cái lời lẽ của cháu nói thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cháu cũng là cũng là chín mười với mẹ của cháu chứ không có dừa vì lý do gì quý vị một người dạy á là đủ chết rồi cái này tới bốn người dạy lẫn quý vị chứ không phải là một bốn năm người dạy lận Người dạy thứ nhất là mẹ bắt cho học nha. Người dạy thứ nhì muốn quên, muốn quay lên một cái video cho cộng đồng tin tưởng và biết được bé Tường Lam là một vị Phật sống rất là hay là phải nghe lời chú Phú nha con. Những gì chú Phú nói của Độc Lạ Bình Dương kêu con làm cái gì thì con phải làm y như vậy. Rồi chưa? kèm về nhà trở lại thì cũng có dính cha chẳng một chút xíu nữa rồi bắt đầu đi đến chùa gặp hai sư thầy cu của mình ha kè hai bên quý vị ngồi bổ nhỏ chỉ thêm cái kinh nghiệm của thầy bao nhiêu năm làm thầy bao nhiêu người tin tưởng con cứ làm y chang như lời của thầy là bảo đảm gạo đều đều. Thầy với con ăn mãi không hết. Tới chừng đó, con chứ mặc sức mà ăn cơm với chuối. Chỉ mua chuối thôi, không cần mua gạo nha con. Đó, quý vị thấy. Một cái sự mà tính toán, một cái sự mà có bằng. Phải nói rằng là âm mưu để mà qua mặt cộng đồng chúng ta. Tại sao biển xanh và các anh em YouTube khác phải nói mãi. Vì chúng ta phải muốn đem ra sự thật để cho tất cả các cộng đồng của chúng ta, Phật giáo của chúng ta để lấy lại những cái sự mà công bằng, một cái sự và tôn nghiêm của Phật giáo chúng ta. Chứ không phải để cho Phật giáo chúng ta ai muốn giỡn cái gì thì giỡn. Bao nhiêu năm cái ngành Phật giáo đã có trên thế gian này, thì tại sao vì một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi, rồi hai sư thầy đã làm, cũng như nói rằng là quỷ đi một cái Phật giáo của chúng ta, cộng đồng rất là bút xúc khi thấy được những cái chương trình mà không có bằng sự thật. Mà vậy mà mỗi một cái video đưa lên thì lại có những cái mà giàu ủng hộ của những cái u mê không đón được cái sự trước và sau, cái sự tin và không tin. Chỉ nhìn một cái phía cạnh nào thấy là một đứa trẻ mà học được, đọc được, thông minh, sáng suốt thì cho là thần thánh. Hừm, vậy đó, cho là thần thánh hay sao? Rồi thêm một cái nữa nha quý vị, chưa đâu. Sau này, sau này nha. À, nhắc cái này quý vị mới nhớ. Quý vị còn nhớ là hai sư thầy đến nhà vừa quẹo xe vô thì nhà của bé tường lam mở cửa ra thì thấy có chiếc xe hơi ở trong nhà đậu thì thầy ở ngoài này nói làm sao quý vị adu nhà có xe hơi nữa trời ơi thầy đó thầy tu đó quý vị mà để vô câu đó đó quý vị thấy làm sao câu đó quý vị phải view đi view lại view đi view lại mới nghe được cái câu đó adu nhà có xe hơi nữa thì quý vị thấy làm sao quý vị nghĩ sao về hai cái sư thầy này đã làm thầy làm sư mà đi dùng những lời lẽ đó và dùng những cái lời mà quá mặt để mà dẫn cho cộng đồng đi cái con đường là không có đúng với cái con đường phật pháp mà bao nhiêu vị ngồi ở dưới phải ngước mặt lên và tôn thờ và lại lục một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi ngồi ngang hàng với thầy có nhiều cái bình luận họ không có nói thầy nói nhỏ cả nhà nghe chơi họ gọi bằng thằng nhưng mình thì mình không có nói như vậy thôi đi dù sao đôi chăng nữa thì cũng làm thầy được bao nhiêu năm rồi. Thời điểm này á là cái thời điểm mà trao đổi người rồi. Nếu mà Phật tái sanh trường Lam nhảy lên cái ngôi đó thì hai sư này sẽ đi xuống vì đã tái sanh trở về rồi. Cho nên á hai sư này phải đi xuống Tại sao hai sư này không suy nghĩ ra quý vị? Chính mình là một người không có tu nhiều như hai thầy mà mình còn suy nghĩ ra được một đường. Lý do gì? Khi mà có một video đầu tiên mà cảm thấy cộng đồng mạng bao nhiêu người dòm ngó vào đánh vào một cái video mà có những cái lời phê bình không đúng là mình biết rồi. Đây không phải là Phật. Đây là một cái nghiệp đem xuống hiện xuống để mà lôi chúng ta ra khỏi chùa nha. Tại sao không suy nghĩ vào cái con đường đó? Tại sao không suy nghĩ rằng cái nghiệp của mình đã tới? Cho nên ở bề trên á mới hoặc là quỷ ma nó nhập vô, nó vô để mà hả, nó phá, nó lôi hai thầy trò mình xuống. Vì nếu mà thật sự là Phật tái sanh thì không có tai tiếng ngày hôm nay. Mà đây là không phải là Phật tái sanh mà là Phật tái tái mặt. Nói chừng nào tái mặt chừng đó. Cuối cùng rồi hai cái mặt của sư thầy này cũng bị tái luôn. Tái mà tái xanh luôn á vì lý do gì không suy nghĩ ra trước lúc mình làm cái hậu quả của mình như thế nào mình là một vị tu bao nhiêu năm mà mình không hiểu được cái chân tu mình không nhìn thấy được là cái nào đúng cái nào sai cái nào gọi rằng là đến với tu và cái nào gọi rằng là không phải những người tu hành như thế này. Bởi vì em nói thầy này rất là dễ tin, tin lắm. Tin tưởng, nay mai đây có đứa trẻ nào á, nó nhảy lên cho nó ngồi nữa. Vì chắc cũng đọc được chừng câu rưỡi y như bé Tường Lam này nè. Là thành đồng thứ nhì của hai thầy đó. Mà không hiểu hai thầy nghĩ làm sao. Mà hai thầy ngồi ôm sành eo nhỏ đi cũng nắm tay ngồi mà ngồi có bằng á hả sát nhíp với nhỏ đã lên tiếng nói rằng đây là sư cô của kiếp trước quan âm trở à, về mà ngồi ngang hàng với quan âm theo đúng đó, phải để cái ghế cao cao lên chút xíu trên xe cho nó có bực chút xíu cũng như mình thờ là phải có là hả Phật tổ Như Lai rồi mới tới quan âm Bồ Tát. Chứ mà ngồi ngang như vậy á. Thì có đúng được cái phần tu hay không quý vị? Mình đưa cái video này lên á. Mình không có ngại. Mình nói. Mình dám nói. Mình dám nhận. Là những gì mình nói. Là mình gửi thẳng cho thầy để mà mình lấy lại với cái sự đạo của Phật giáo của chúng ta cho tất cả khắp nơi trên toàn thế giới chứ không phải riêng gì đất nước Việt Nam của mình. Vì người Việt của mình đi khắp nơi. Nói thẳng ra nước nào cũng có người Việt của mình hết. Thì họ đi đến đâu họ cũng có chùa, đến Mỹ cũng có chùa, qua Pháp cũng có chùa, chỗ nào cũng có chùa. Vì Phật của chúng ta là đi khắp nơi. Mà tại sao hai sư thầy này làm úa đi, gọi rằng là cái gì mà ô quế trong cái kinh, trong, trong những cái mà tu hành của Phật pháp cho nên tất cả các anh em youtube cũng như biển xanh lên tiếng nói để mà lấy lại và đem ra sự thật để cho cộng đồng mình nhìn thấy được là người nào đúng người nào sai thầy có đúng hay là không và bé tường lam cha mẹ bé tường lam và cả luôn độc lạ Bình Dương. Đưa lên những cái tin tức đó đến với cộng đồng có đúng hay là sai. Thì bây giờ nói thẳng ra bây giờ chỉ có một điều là hy vọng. Có người vào cuộc để đưa ra cái sự thật nó như thế nào. Để rồi trả lại một cái sự bình yên cho một đứa trẻ. Vì hiện bây giờ, hả mỗi lần mình nói ra thì phải có tên của đứa bé. Vì chính mẹ của đứa bé nói chuyện cũng phải lôi cái tên của bé ra nữa. Thì hôn hồ cho chúng ta. Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện mà mình không đọc cái tên của bé ra thì cả nhà mình biết. Ủa đang nói ai vậy ta? Đúng không? Bắt buộc. Mà hả nói cái tên của cháu ra có đôi khi mình cũng ngại kêu cái tên của bé tường lam vì cháu là một đứa trẻ mình không có muốn đánh vào đầu của cháu để cho cháu có một một cái câu kết thúc mà không được tốt đẹp đến với cháu mà bây giờ mình không có gọi tên cháu thì không biết cả nhà mình có hiểu mình đang nói về ai hay không mà mình không gọi thì mẹ của cháu cũng muốn chúng ta gọi vì mẹ của cháu muốn cháu à nổi tiếng bây giờ đã nổi rồi nổi còn hơn còn nữa bây giờ là không biết có tiếng hay là bị tai tiếng đây nè rồi nay mai thì sẽ bị mang tiếng nữa mà có cái không hiểu là bên nội bên ngoại như thế nào mà tại sao không à, cho những cái ý kiến đến với người cha người mẹ nội ngoại đâu trong cái phần đó thì mình không biết được nội ngoại phải không phải chi mà à, nội ngoại lên được cái tiếng chứ để coi cái ờ à, cái này không có đúng hay sao chứ còn mà tại sao mà cứ im như vậy để cho người cha người mẹ tung tăng tè le, le hết không có làm cái gì ra cái gì hết để cho cháu phải có cái tai tiếng bây giờ cái tai tiếng của cháu đến chừng nào cháu mới được uh, xã nghiệp đây hay là càng ngày cái nghiệp của cháu nó cứ càng chồng chất thì phải tội cho cuộc đời của cháu sau này hay không đó là một cái mà mình đánh một cái dấu hỏi đến với hai sư thầy để hai sư thầy làm có đúng với cái lời mà tu hành của thầy hay là không rất cảm ơn với sự ủng hộ của cả nhà của mình cho em những cái bình luận và đăng ký kênh và cho em một cái like à, hẹn gặp lại cả nhà của mình với video kế tiếp Hy vọng rằng mỗi một cái video mình đưa lên thì mình sẽ có được một cái lời giải đáp từ từ của cha mẹ của bé Tường Lan để rồi trình bày lên một cái sự thật là cái câu chuyện nó như thế nào để mà trả lại một cái sự bình yên cho cha. Đó là một cái sự mà tất cả các anh em làm YouTube của chúng tôi À, cố gắng để mà lấy lại cái sự bình yên cho cháu để trả cháu về với tuổi thơ cảm ơn rất nhiều chúng tôi chỉ muốn đem ra những cái người lớn tại sao người lớn làm mà phải bắt con nít gánh chịu một đứa con nít nó vô tội một đứa con nít không có biết nói láo mà bây giờ đã chỉ cho cháu dạy cho cháu bây giờ nói thật bây giờ kêu cháu nói thật cũng hơi khó vì cháu đã dướng vào một cái hoàn cảnh ra đã nói láo rồi thì bây giờ phóng lao rồi phải theo lao thôi lỡ leo lên lưng cọp rồi quý vị bây giờ nhảy xuống cũng chết mà bây giờ nó cởi đi lá té cũng cũng chết thôi thì hướng theo định mệnh đó là một cái sự mà kém hiểu biết của một người lớn để đem con của mình vào trong một cái câu chuyện mà rất là thương tâm để cho một đứa nhỏ chưa đầy 6 tuổi phải gánh đi những cái tai tiếng rồi chừng nào cho đến khi mà cháu lớn lên rồi mọi người nhìn cháu bằng cặp mắt như thế nào trong cái công ăn việc làm của cháu tương lai của cháu nó đi đến sẽ như thế nào đối với cuộc đời của cháu tại sao mình làm người cha người mẹ mà mình không hiểu được cái chân tình đó thú nó còn biết thương con mà tại sao mình là một người mẹ mà mình dùng con của mình để đổi đi một cái sự giàu sang một cái sự mà muốn cho có một cái căn nhà che nắng che mưa mà cái này nhà này nhà bình thường không chịu nha, thưa cả nhà. Ở đây thì muốn cái nhà là nói biệt thự thì nó hơi lớn quá, mất công dọn dẹp. Cỡ phân nửa biệt thự được rồi nha thì hy vọng cha mẹ của Tường Lam cũng nghe được cái video này cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại video kế tiếp xin chào bye bye